một lô đất vị trí cực kỳ đắc địa nằm ở ngay cửa ngó du lịch biển anh chị. Đất ở phía trước chúng ta, ngay chỗ chiếc xe 16 chỗ, kế bên cái nhà lầu và phòng khám đa khoa Medic Sài Gòn. Đấy. Thì lô đất này tổng diện tích là 286 m2 anh chị nhé. Đấy. Nó nằm ở cái vị trí rất là đẹp này, ngay cửa ngõ biển du lịch Long Hải này. Ở đây thì chúng ta đi sang Vũng Tàu thì khoảng chừng 4 cây thôi. Đây, đi đường này chúng ta đi bên tay phải đi sang Vũng Tàu nhé. Chúng ta chạy thẳng nó đi ra đèo Nước Ngọt, ra biển Phước Hải, đi ra Hồ Tràm. Tại vì nó nằm ở ngay cái vòng xoay. Chỗ này là mấy cái cột cờ mà ngày lễ người ta treo cờ này anh chị. Tại vì vị trí của nó là vị trí cửa ngõ nhé. Thì đất chúng ta nó nằm đối diện qua là cái cây xăng và nó quay ra cái view núi này, rất là đẹp nhé. Và đặc biệt nó có cái vị trí cực kỳ thuận lợi giao thông anh chị. Tại vì nếu chúng ta đi ra biển Long Hải để đi du lịch hoặc là đi ra Phước Hải, chúng ta muốn đi theo kiểu du lịch thì chúng ta sẽ đi qua con đường này. Đấy, đây là hướng đi về Sài Gòn, đi về thành phố Bà Rịa ra quốc lộ 51. Thì từ Sài Gòn chạy ra thì đất của chúng ta nó nằm ở bên tay phải. Tổng diện tích là 286 m2, ngang 7m7, dài 36 m, thổ cư 100%. Đấy. Ở đây thì anh chị có thể cho thuê hoặc là làm nhà ở ha, hoặc kinh doanh một cái gì đó. Tại vì nó được cái sở hữu cái vị trí rất là thuận lợi anh chị. Đấy, đường này chúng ta đi bên tay phải là đi ra thành phố Vũng Tàu nhé. Ở đây thì anh chị đi ra biển thì nó khoảng chừng hơn 2 cây thì nó ra tới biển Phước Tỉnh. Còn chúng ta đi hơn 3 cây là ra tới bãi tắm Long Hải, ra tới Dinh Cô, ra tới resort Tram và đi ra đèo Nước Ngọt. Chúng ta chạy nữa thì nó sẽ đi ra là Phước Hải nhé. Đi ra Phước Hải, đi ra Lộc An, đi ra Hồ Tràm. Đấy, lô đất chúng ta đây. Đấy. Thì cái ranh nó có hết rồi anh chị nhá, xây tường rào hết rồi. Thì em chủ đất em đã rào lại ở trong, đất rất là sạch anh chị. Đây cái ranh nó từ đây này anh chị này. Đó. Đấy. Bên này chúng ta sẽ thấy là cái phòng khám nhá, ranh từ đây kéo sang bên này là 7m7, dài 36m, thổ cư 100%. Đấy, trong là đất sạch hết anh chị. Và phía sau của cái lô đất này người ta đang quy hoạch cái khu dân cư rất là đẹp. Về hè ở đây thì khoảng chừng 3m gì đó. Đấy. Chúng ta nhìn từ đây chúng ta sẽ thấy cái vòng xoay này. Đó, vòng xoay ngã ba nhé. Đấy, vòng xoay cửa ngõ du lịch biển Long Hải đấy anh chị. Đấy, đất thì thuộc Phước Hưng, Long Điền, Bà Rịa, Vũng Tàu. Thì Phước Hưng nhưng mà nó giáp Long Hải nhé. Muốn đi ra Long Hải thì đi qua Phước Hưng. Đấy, đất chúng ta quay vào view núi này. Đấy, hướng này đi về Sài Gòn. Bây giờ chúng ta sẽ chạy từ đất đi ra hướng biển để cho anh chị chúng ta tham quan xung quanh. Đây là cái vòng xoay đó. Anh chị chạy ra đây, anh chị đi tay phải đi thành phố Vũng Tàu nhé. Chúng ta đi bên tay trái là đường Nguyễn Tất Thành. Chúng ta sẽ đi ra biển Long Hải, đi ra đèo Nước Ngọt, đi ra Hồ Tràm, Lộc An, Phước Hải. Ở đây thì nó cách đường ven biển 994 khoảng chừng 1 km thôi anh chị, là tới đường ven biển rồi. Đây là cái con đường Nguyễn Tất Thành này anh chị nhé. Con đường này thì người ta mới làm xong được mấy năm nay. Còn nếu anh chị đi bên tay phải thì anh chị sẽ đi vào trung tâm cũ thì nó sẽ rất là sầm uất. Thời tiết hôm nay rất là đẹp anh chị, tại vì đang chuyển mùa rồi, cực kỳ đẹp. Đường xá đây thì rất là sạch, không khí rất là trong lành. Thì cái lô đất này em chủ nhà em đang chào bán giá là 7 tỷ anh chị nhé. Anh chị có nhu cầu thì chúng ta cứ liên hệ 0928 037 037. Anh chị nào đang xem thì nhớ bấm đăng ký kênh ủng hộ em, cho em một like và một chia sẻ. Đấy, anh chị có ý kiến gì chúng ta để lại bên dưới phần bình luận. Đấy, đường rất là rộng nha. Đấy, đường Nguyễn Tất Thành này nó rất là thẳng anh chị nhá. Chúng ta chạy thẳng một đường nó đi ra đèo Nước Ngọt rồi. Đấy, ngang 7m7, dài 36m, tổng diện tích là 286m2 anh chị nhá. Ở Long Hải là một cái khu du lịch biển anh chị. Đấy. Thì sắp tới thì đầu năm 2025 thì huyện Long Điền và huyện Đất Đỏ sẽ sáp nhập thành một nhé. Đấy, thì sẽ gọi là huyện Long Đất. Đấy. Còn đất chúng ta thì nó thuộc Phước Hưng của huyện Long Điền. Đấy. Nhưng mà trên cái tên là vậy thôi. Nhưng mà thực ra Phước Hưng và Long Hải nó cũng như một anh chị, tại vì nó giáp danh nhau. Đấy, đường xã rất là đẹp. Đấy, đi qua chỗ này một chút xíu nữa là chúng ta sẽ tới đèo Nước Ngọt rồi. Ở đây mọi đường chúng ta rẽ phải đều ra biển. Long Hải là một cái địa điểm du lịch rất là nổi tiếng ở phía Nam. Ra đây chúng ta sẽ có Đèo Nước Ngọt sẽ có Sinh Cô, sẽ có những cái bãi tắm rất là đẹp. Đấy, có đèo nước ngọt để check in. Chúng ta sẽ thấy hai bên máy móc người ta đang làm rất là nhiều, tại vì đường ven biển 994 thì cái đoạn này nó đi cặp song song với đường Nguyễn Tất Thành. Đấy, trời phú cho Long Hải là bên núi bên biển, nó giống như là Nha Trang, rất là đẹp, lại gần Vũng Tàu anh chị nhá, đường xá thì rất là thuận lợi. Tới đây thì chúng ta đã tới đèo nước ngọt rồi. Ở đây thì anh chị sẽ thấy bên tay phải người ta đang làm, chỗ này là đường ven biển đi qua, và chỗ này người ta làm một cái cây cầu ngắm biển anh chị. Đấy, anh chị sẽ thấy người ta đang làm cọc nhồi. Thời gian nữa anh chị đi ra đây đi du lịch thì chúng ta sẽ ra cầu ngắm biển nha. Cái cầu ngắm biển này nó rất là đẹp, không có như cầu ngắm biển ở bên Hồ Tràm đâu. Đấy, cái khúc này nếu như mà ngày trời nắng xanh anh chị nha, biển ở đây cực trong. Anh chị đi đó, nhìn ở trên nhìn xuống nó rất là đẹp, nhưng mà hôm nay do là người ta đang làm nên người ta đã che cái tôn lại rồi anh chị. Đó, thiết bị công trình người ta đang đổ cọc nhồi dưới kia. Tới đây sẽ có cây, nó sẽ cái cây cầu nó sẽ vòm nó nhô ra ngoài biển anh chị nhá, để cho khách du lịch người ta tham quan. Đấy, đây là một cái địa điểm khá là nổi tiếng anh chị. Đấy, hôm nay thì thời tiết nó giống như là mùa đông anh chị, nên anh chị sẽ thấy trời nó âm u nên là quay nó sẽ không đẹp lắm đâu nha. Đấy, đây là chúng ta sẽ bắt đầu gần hết đèo nước ngọt này. Qua đèo nước ngọt thì chúng ta sẽ tới những cái resort rất là đẹp. Ở bên tay trái chúng ta sẽ là núi Minh Đạm, nơi có khu du lịch Minh Đạm, có di tích Minh Đạm nha. Đấy, anh chị nào cần thì chúng ta cứ liên hệ nha. Anh chị nào cần ký gửi đất đai, quay video bất động sản thì chúng ta cứ liên hệ số điện thoại bên dưới góc phải màn hình. Cái đường này nếu anh chị đi cái hướng từ Phước Hải về Long Hải anh chị nó rất là đẹp, và buổi chiều chúng ta có thể ngắm hoàng hôn ở đây. Mình quay video thường thường là mình hay quay buổi trưa nên anh chị sẽ thấy đường vắng, rất là vắng. Bây giờ là 12 giờ rưỡi trưa rồi anh chị nhé. Đây cây cỏ rất là xanh tươi này, con đường này hai bên người ta trồng cây chuối ngọc rất là đẹp, không khí thì cực kỳ trong lành nhá. Đấy, cây chuối ngọc nó bên tay trái anh chị, cái cây đó trồng ở bờ rào nó cực kỳ đẹp. Bên tay phải chúng ta là sẽ là những cái resort nhé. Đấy, đường vào ven biển thì chỗ này người ta đang, anh chị sẽ thấy người ta phát quang này, người ta sẽ mở rộng ra khúc này, và tới khúc này thì nó sẽ đi vào ven núi kia, anh chị sẽ thấy người ta đang làm đó. Còn bây giờ chúng ta sẽ đi theo cái tuyến cũ nha, tại vì bên kia người ta đang làm chúng ta chưa đi được. Đấy, ra tới đây là chúng ta bắt đầu hết địa phận của Long Điền sang địa phận của Đất Đỏ anh chị nhá, là sang địa phận của Phước Hải rồi. Và tới đây chúng ta sẽ tới Lan Rừng Resort này, Totoko này, Trân Châu này, rất là nhiều. Rồi Ocean 50 nó bao quanh đây hết anh chị nha. Đấy, anh chị có dịp thì chúng ta ra đây đi du lịch. Biển Phước Hải thì nó rất là trong. Đấy, nhưng tuy nhiên bên Phước Hải thì cái bãi tắm nó không được đẹp như bên Long Hải anh chị. Đấy, chúng ta chạy qua Hồng Phúc này, chúng ta sẽ thấy lan rừng ở phía trước chúng ta. Đấy. Và chúng ta chạy thẳng đường này thì nó sẽ đi qua hết địa phận Phước Hải thì sẽ tới Lộc An nha. Lộc An rồi ra Hồ Tràm. Đấy, từ đất đi ra Hồ Tràm khoảng đâu đó 20 cây. Đấy, đi ra Lộc An khoảng 16 cây, 17 cây gì đó. Còn chúng ta chạy thẳng đường này mà không rẽ đường nào thì nó sẽ đi tới trung tâm hành chính huyện Đất Đỏ nha. Nó sẽ bọc ngược ra bên thành phố Bà Rịa, hoặc anh chị có thể đi Châu Đức, đi Đồng Nai hướng Xuân Lộc, Cẩm Mỹ bằng đường này. Đấy, bên tay phải chúng ta là Lan Rừng. Đấy, và bây giờ chúng ta sẽ xem cái thông tin. Đấy, đất của chúng ta đây, đây là cái vòng xoay này, đây là cái đường đôi chỗ cột cờ này anh chị này. Đó, zoom lớn lên anh chị sẽ thấy cái vị trí nó rất là đẹp, chuyển qua lớp quy hoạch này. Đấy, tổng diện tích 276 m² nha. Đấy, xin lỗi anh chị là 276 m, ngang 7m7, dài 36 m. Đấy, đôi khi video nó cũng hơi nhầm lẫn, rồi xin lỗi anh chị. Đây là tổng diện tích chúng ta. Màu hồng có nghĩa là quy hoạch đất ở, màu vàng có nghĩa là những cái con đường. Đó, anh chị sẽ thấy là người ta quy hoạch đang làm cái ô bàn cờ phía sau kia. Đó, người ta quy hoạch cái khu dân cư rất là đẹp, tại vì đó nó sẽ có mấy cái hồ. Đấy, anh chị sẽ thấy màu hồng là đất ở hết này. Đó, ngay cửa ngõ của Long Hải đúng không anh chị nha. Anh chị đi Long Hải thì anh chị phải đi ngang đây, đất rất là đẹp. Bây giờ chúng ta sẽ xem cái thông tin cũng như được sơ đồ này. Đấy, trên sổ nó là 286 m nha. Đây mặt tiền này, nhưng mà do lúc đo đạc anh chị trên cái app này nó thể hiện không có chuẩn xác, bán thì người ta bán theo sổ là 286 m, ngang 7m7, dài 36 m, hướng thì là hướng đông, ghé bắc một chút nha. Đấy, đây là cái bản vẽ trích đo, còn đây là cái thông tin ở trên cuốn sổ này, còn cái hình dạng thì nó cũng giống như ở bên bản vẽ thôi. Đấy, xã Phước Hưng, Long Điền, Bà Rịa, Vũng Tàu, 286,3 m2 sử dụng riêng, đất ở nông thôn sử dụng giàu dài nhá. Còn đây là vị trí trên bản đồ vệ tinh, chúng ta sẽ thấy vị trí rất là gần biển này, đây là ven biển của Bà Rịa, Vũng Tàu chúng ta. Ghim đỏ là vị trí đất này, đấy, sang Vũng Tàu rất là gần, mấy cây thôi, đạp xe cũng có thể qua được. Ra Long Hải, ra Hồ Tràm, Lộc An này, đi đâu cũng gần này chị nhé. Đấy, ở đây thì bên núi bên biển nên cảnh quan nó đẹp, môi trường không khí trong lành. Đấy, chúng ta sẽ thẳng ra đèo Nước Ngọt này, ra Dinh Cô này. Đấy, rất là nhiều địa điểm du lịch ở đây. Chúng ta chạy thẳng qua bên này thì qua Cửa Lấp, qua thành phố Vũng Tàu, ra bãi tắm Đồi Nhái này. Đấy, chúng ta chạy ra đây chúng ta có thể tắm rất là nhiều bãi tắm. Đấy, anh chị không thích bãi này thì chúng ta tắm bãi kia. Đấy, dọc ven biển này anh chị này, để ra tới Hồ Tràm này. Đấy, đi qua đây về, đi qua Vũng Tàu, còn chạy ngược lại thì chúng ta đi về Sài Gòn nhá. Anh chị sẽ thấy vị trí cửa ngõ chưa? Đó, nằm ngay cái vòng xoay đó. Đó, anh chị nào cần thì chúng ta cứ liên hệ nha, 0928 037 037. Đây đất của chúng ta đây chị, đây là cái vòng xoay ngã ba. Cái ngày lễ người ta treo cờ ở đây nó rất là đẹp, vị trí này chúng ta cho thuê thì tuyệt vời. Đó. Đấy. Cô chú anh chị nào đang xem thì nhớ bấm đăng ký kênh nha, cho em xin một like, một chia sẻ. Đấy, và anh chị bật xuống thông báo nha, em có sản phẩm mới thì anh chị chúng ta sẽ nhận được ngay. Kênh của em thì nhận ký gửi đất đai khu vực Bà Rịa, Vũng Tàu nha. Đây là phòng khám này. Đấy, anh chị nào có đất cần gửi bán, cần mua bán thì đấy thì anh chị cứ liên hệ nhá. Đấy, đấy vị trí đất đây. Đấy, đây đất chúng ta đây này, đây là đường ven biển này. Người ta ngày xưa người ta gọi là Hương Lộ 5 đó anh chị nhá. Đấy, zoom nhỏ lại này. Rồi xin chào cô chú anh chị.